Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh NDA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án Kaisa tham gia hành trình Arup. Hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link dưới mô tả video. Các bạn kết nối cho mình ví MetaMask. Các bạn chuyển sang mạng Ethereum. Ta ký ở trên ví này. Và lúc này đây thì các bạn sẽ có link dev nhé. Chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ đầu tiên ở đây, các bạn sẽ có những cái bet đúng không ạ? Tuy nhiên là trước tiên là các bạn vào điểm danh trước. Sau đó thì các bạn sẽ mở đến phần Gaxi và chúng ta sẽ tiến hành làm các cái nhiệm vụ ở trên Gaxi của dự án nhé. Dự án này thì chúng ta sẽ làm trực tiếp với các nhiệm vụ ở trên Gaxi và cũng có khá nhiều các cái nhiệm vụ khác nhau mà chúng ta cần phải làm. Đây này, các cái chuỗi nhiệm vụ chúng ta sẽ lần lượt chúng ta làm. Đấy, ví dụ mình sẽ làm demo cho anh em một số cái nhiệm vụ nó dễ thì mình sẽ làm cho anh em demo được một số nhiệm vụ thôi. Tuy nhiên là mình sẽ không làm toàn bộ các cái nhiệm vụ nhé, mình chỉ làm một số nhiệm vụ điểm qua cho anh em thôi nhé. Chúng ta sẽ cho Discord rồi rồi web này. Đây, bây giờ mình sẽ vào phần Asset Invite nhé. Rồi, ta chọn Yes, chọn Finish này. Ok. Được rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xác nhận ở trên này. Ok. Ta có thể claim được 30 point đầu tiên này. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn xuống dưới đây, nó sẽ có cái nhiệm vụ tiếp theo này. Đấy, chúng ta sẽ lần lượt follow các cái mạng xã hội đây. Nhưng cái nhiệm vụ follow thì nó rất là dễ thôi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ xác nhận. Xác nhận chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Có vẻ nó hơi lag đấy, đúng không ạ? Cái Twitter này thiếu này. Sao lại bỏ sót cái này nhỉ? Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục claim. Các bạn có thể follow, sau đó các bạn bỏ luôn, follow luôn. Claim được rồi thì không cần giữ lại này. Đấy. Rồi, chúng ta tiếp tục này. Sang nhiệm vụ tiếp theo này. Nhiệm vụ tuần. Nào một tít. Đây, chúng ta có thể nào một tít bất kỳ trên này. Ta xác nhận. Rồi, tiếp theo này. Cái này chúng ta cũng sẽ có một cái nhiệm vụ retip một tít ở trên này. Nhiệm vụ dưới là này một tít của nhân vật này. Đấy, đây là nhiệm vụ tuần. Nào một tít nữa. Ok. À, retweet, nhiệm vụ này là retweet. Rồi, chúng ta có thể click lên point.
Các bạn có thể đóng bớt những cái tab thừa này đi để các bạn lấy khoảng trống ta nhìn cho nó dễ nhìn. Đấy, phía dưới đây chúng ta sẽ làm tiếp những nhiệm vụ tương tự. Ngoại số chúng ta sẽ có cần một cái rốt là Pioneer Community. Cái này có thể nhiều anh em sẽ không có. Đấy. Nên các bạn cái này phải cày thì cái này mình không có hướng dẫn nhé. Đây, đây thì lại một loạt các cái nhiệm vụ follow nữa. Anh em chúng ta có thời gian các bạn tiếp tục làm nhé. Ở đây có cả một cái nhiệm vụ là Rapper. Còn ở đây các bạn có thể copy cái link rap này. Các bạn giới thiệu người dùng khác nhé. Được chưa? Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình Rejectix đối với dự án Kasai. Cảm ơn em theo dõi video. Xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.